Hiện nay, đề tài work-life balance hay sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống luôn là một đề tài được trao đổi rất nhiều ở các doanh nghiệp. Khi chúng ta dành nhiều thời gian ở văn phòng, mọi vui buồn, trải nghiệm cuộc sống đều diễn ra tại đây. Vì vậy, đối với cá nhân tôi, work is life, công việc là cuộc sống. Chúng tôi muốn xây dựng ra một môi trường làm việc mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho mọi người khi làm việc tại Prudential. Bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Tại không gian làm việc mở, sáng tạo, năng động. Phá vỡ ranh giới giữa làm việc và sống khỏe. Cùng hợp sức tạo nên kỳ tích mới. Cùng kết nối qua những sở thích. Cùng sẻ chia những đam mê, tạo nên văn hóa innovation mới. Luôn truyền lửa và nhiệt huyết cho nhau, để ý tưởng tuôn trào, tạo nên thành công lớn. Anh ơi! Hello! Hôm nay bọn em có ý tưởng này muốn trình bày với anh. Đó chính là không gian làm việc hòa hợp với cuộc sống. Prudential, chương kế tiếp. Dự án được thực hiện trong 8 tháng, từ giai đoạn lên ý tưởng đến hoàn thiện, là tâm huyết của từng phòng ban tại công ty Prudential. Đóng góp ý tưởng từ tên của phòng họp đến tiện ích của văn phòng, chỉnh chu đến từng chi tiết và đặt sự trải nghiệm của từng Pru Citizen lên hàng đầu. Và hơn hết cả, mỗi đóng góp đều được lắng nghe và hầu hết các ý tưởng đã thành hiện thực trong văn phòng mơ ước hôm nay.